Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và đồn biên phòng Phước Hải tổ chức hội nghị giao ban quý 1 giữa ba lực lượng trong thực hiện Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ. Trong quý 1 năm nay, ba lực lượng công an, quân sự và biên phòng trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã phối hợp bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của huyện. Các lực lượng cũng trao đổi thông tin, kiểm tra xác minh 51 nguồn tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trật tự trên tuyến biển. Phối hợp tuần tra phát hiện 2 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cháy ghe, 7 vụ vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp vi phạm sử dụng các loại pháo, thuốc nổ trái phép với số tiền 7,5 triệu đồng. Giao ban công tác phối hợp quý 1, ngành công an, quân sự và biên phòng đã thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trọng tâm là chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không để vụ việc phức tạp nảy sinh, vận động nhân dân cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững sự ổn định trong trạng thái bình thường mới.